Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Suy niệm: Như chúng ta biết, người Do Thái ở Judea đã tuyệt thông với người Samari từ lâu, vì người Judea coi người Samaria là lai căn. Theo luật Israel, họ không được giao thiệp với người Samari vì sẽ làm cho họ ra ô uế. Thế nhưng một hình ảnh gặp thấy trong tin mừng hôm nay rằng khi gặp đau khổ, người ta dễ thông cảm với nhau và xích lại gần nhau hơn. 10 người phong hủi trong đó có 9 người Do Thái và người còn lại xứ Samari đã biết tựa nương nhau mà sống. Thánh sử Luca vừa nhắc đến một căn bệnh mà ở Việt Nam chúng ta, người Bắc gọi là bệnh hủi, người Trung gọi là bệnh phong, còn người miền Nam thì gọi là bệnh cùi. Ngày nay, người ta gọi bệnh này là phong, cho nghe nhẹ đi. Người phong sống mà như chết, về thể xác bị vi trùng Hansen ăn, lại dễ lây lan và vào thời đó là nan y vì chưa có thuốc chữa trị. Về tinh thần thì người phong bị xã hội loại trừ, phải đem theo bên mình một cái chuông kêu leng keng, báo hiệu cho người ta biết mà tránh xa. Còn về tâm linh thì người thời đó quan niệm người mắc bệnh phong là do tội lỗi khiến họ bị trúc giữ như thế. Đứng trước nỗi đau khổ của họ, khi họ kêu xin tha thiết, Chúa Giêsu đã không từ chối. Tuy nhiên, theo luật thì các tư tế là những người duy nhất có tư cách xác nhận sự lành bệnh. Và chừng nào tư tế chứng nhận hết bệnh thì họ mới được hòa nhập cộng đoàn. Vậy mệnh lệnh này của Chúa Giêsu: Hãy đi trình diện các tư tế, ngầm được hiểu như một lời hứa chữa lành. Chúng ta có nghĩ rằng liệu họ có tin vào Chúa mà đi trình diện trong khi trên người vẫn còn mang những vết lở loét? Mọi sự xảy ra như thể Chúa Giêsu đang muốn thử thách đức tin của họ. Có thể nói như thế. Cũng như trích sách các vua quyển thứ 2 kể về việc Na-a-man, quan lãnh binh của xứ Syria, bị nổi bệnh và được vị tiên tri Elise chỉ bảo phải xuống tắm 7 lần ở sông Jordan. Điều này làm ông Na-a-man nổi giận. Nhưng rồi được những người tùy tùng khuyên rằng vị tiên tri ấy có yêu cầu gì khó đâu mà là bước xuống dòng sông Jordan. Dần dần, ông tin và xuôi theo mà làm những gì vị tiên tri của Chúa chỉ dẫn, nên da thịt ông được sạch trở lại. 10 người phong hủi khi được Chúa bảo cũng đã tin và đã làm theo lời Chúa. Trong lúc đang đi đường đến trình diện tư tế thì họ nhận ra mình được lành sạch. Đức tin thường là một thử thách đi qua đêm tối với những điều chúng ta chờ đợi mà không thấy, với những điều chúng ta muốn rõ ràng nhưng lại mơ hồ. Liệu chúng ta có trông cậy vào Chúa tiếp tục đi theo con đường Chúa chỉ dẫn
để dần nhận ra Chúa thực hiện lời hứa của Người. Việc Thánh sử Luca cho biết Chúa chữa cho cả 10 người được lành sạch muốn nói với chúng ta rằng hồng ân của Thiên Chúa ban cho mọi người, không loại trừ một ai. Ở đây, người phong hủi dân ngoại Samari lại nhận ra đấng chữa lành cho mình là đấng thánh, nên trước tiên đã quay ngược trở lại mà sấp mình sát đất trước mặt Chúa Giê-xu. Việc cảm ơn lúc này thể hiện lòng khiêm nhường nhận ra mình được Thiên Chúa cứu chữa, đấng là ngọn nguồn của mọi ơn. Chính vì điều này mà người Samaria chẳng những được lành khỏi căn bệnh thể lý, mà còn về mặt đức tin, được sạch khỏi tội lỗi khi Chúa Giê-xu phán: lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con nhận ra rằng tất cả những gì chúng con có là do ân sủng Chúa ban, để con cũng biết sống tâm tình tạ ơn bằng việc trao ban cho tha nhân, anh chị em xung quanh mình, để hồng ân ấy không bị mai một theo thời gian, nhưng luôn trổ sinh hoa trái trong đời sống của chúng con mỗi ngày.